Chào anh em, hôm nay Sếp Phúc Thắng mới về thêm được vài chục bình xăng con, quay Alpha 100, quay Alpha 100 nha anh em, quay A, quay Red, Alpha 100 á. Giá cho một cái bình xăng con theo xe này mình bán tại cửa hàng mình, giá rất là ok cho anh em để sử dụng, đó là 250.000 một bình. Bao anh em thầy thợ test, nếu không phải đúng bình zin theo xe, không phải đúng bình zin á, mình tặng anh em 10 triệu uống cà phê. Đây, giá cho một cái bình xăng con quen pha zin theo xe chỉ 250.000 thôi nha anh em. 250.000 cho cái bình xăng con quen pha zin. Tình trạng những bình xăng này là đúng hàng zin, trên xe đang chạy thấu xuống. Bao quả ga kim đốt zin, quả ga đẹp nha anh em. Giá là 250.000 một bình. Những cái bình xăng này anh em mua về là chỉ gọi là tháo ra xúc rửa lại rồi chạy thôi. Ngoài ra là không có cần phục hồi gì hết á. 250.000 một bình nha anh em. Hàng có sẵn tại tiệm, anh em có nhu cầu cứ liên hệ mình qua số điện thoại là 0933 996 332.